14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
Ai có trái tim nhỏ nhỏ? Em thử coi là ai vậy? Ai có trái tim nhỏ nhỏ không? Ủa? Đây. Vậy là Buka. Rồi. Ủa chương trình có sắp đặt gì không vậy? Ủa chương trình có sắp đặt gì không vậy? Ủa? Không. Anh thề nha. Quynh thề là Quynh không có sắp đặt gì. Thấy chưa? Vậy hả? Để em đôi nàng đi. Rồi, để bộ nàng đánh đôi sao được. Thôi chị ăn đi, chị tạo nét quá à. Được không? Ngon, ăn cái nhớ yêu em nha. Hơi bị nghẹt nhưng mà ngon. Ráng nuốt cho trôi nha. Ráng nuốt cho trôi nha. Ráng nuốt cho trôi nha. Chấm không ngon. Em giận anh hả? Thôi đâu có giận anh gì đâu. Thôi thương. Siro ăn ngon ít nhi. Bé ăn ngon hơn, hấp thu dưỡng chất tốt hơn. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Góc Bếp Thông Minh. Rồi Chin ơi, chuyện tình cảm của em chỗ này sao rồi? Đúng ổn mà anh. Ba mẹ em với em và em gái em vẫn đó là gia đạo. Gia đạo, con này tình duyên. Tình duyên. Không thì đó là gia đình duy nhất của em chứ có mỗi những người đó là những người không ý hỏi người yêu đó em, ý hỏi là bạn gái. Em chưa đủ tuổi yêu. Em mấy tuổi? Dạ, năm nay mới 17 rưỡi à, chưa đủ tuổi yêu, 18 tuổi mới đủ. Không có ai mà 17 tuổi rưỡi mà mặt già nha em. Em đi già chút tuổi. Mọi người có biết chút xíu gì về cái chương trình Góc Bếp Thông Minh chưa? Ủa anh ơi, anh ơi nãy giờ anh chứ anh hỏi thăm mọi người, anh bỏ Buka lên là chưa nói gì luôn á anh. Thấy đẹp quá trời, chưa nói chia sẻ gì luôn á. Chưa hả? Chứ chị muốn nói, không bây giờ khỏi hỏi nữa, chị muốn nói gì chị nói luôn đi. Thôi chị để anh hỏi chứ em sao vậy? Rồi giờ này anh tình yêu sao? Dạ. Tình yêu sao? Dạ không thích trả lời. Đi về. Trời ơi, sao mình quay lại lòng đi. Ủa thôi nữa chị ơi, hỏi một cái lời thôi chứ. Hỏi nữa đi. Mình hỏi về tình yêu, trả lời tình yêu anh dạ. Khán giả họ sẽ muốn biết nhiều hơn á. Mình dạ, có busy dạ rồi, nào? Chương trình mình bắt đầu đi à, cuộc sống ổn. Nghe nè, nãy giờ có hai người hỏi tình yêu không trả lời ha. Mà hai người đó mặc đồ hơi giống né nhau. Né tránh vậy ta. Ủa chứ sao anh mình cũng đâu anh nói nè, anh nói rõ ràng đó là anh chưa có người yêu và anh đang đi tìm người yêu. Mọi người giới thiệu người yêu cho em với. Em nói mấy chuyện đó thôi. Kiểu né tránh đó anh ơi, thôi mệt nào. Xin mời Buka. Buka ơi, dạ. Chị nghĩ em ăn rồi nhường cho Kiệt đi Buka. Chương trình của tụi tôi á là càng về dòng sau đồ ăn càng ngon và càng nhiều. Ai ăn no bây giờ á là chịu thiệt thôi. Đúng rồi, em để bụng em ăn đồ ăn dòng sau. Vậy hả chị Kiệt, ăn đi. Ăn đi. Em để bụng em ăn đồ ăn dòng sau đó. Ăn đi. Mà làm như Buka thiên vị ha. Không phải. Ở đây Lộc cũng chưa ăn nè, anh Bình cũng chưa ăn. Mà tại sao là đưa cho Kiệt ăn? Hồi nãy mọi người, ủa tại sao mọi người lại có thể trơ trẽn lật ngược lật xuôi như vậy? Kiệt nãy giờ nói với anh là Kiệt muốn ăn á. Kiệt nãy giờ nói là Kiệt muốn ăn đó em. Đúng rồi. Đúng rồi, ai cũng ăn hết trơn rồi. Ai cũng ăn hết trơn rồi, cho Kiệt ăn đi. Mẹ, ông Kiệt ông đi nè, ông Kiệt ông đi nè. Thôi. Đúng rồi, chị Bình nói á. Ok. Đúng rồi như vậy. Em làm sao? Bây giờ Bun sẽ chia đội bằng cách là giống như là mình đang chia bài nha. Bốc hầm ha. Thích ai thì chơi với người đó, không được chọn luôn á anh. Trời, chọn chi nó vậy đi. Đó. Rồi. Hai. À, ghét lại hả? Em chị không phải. Trời ơi, đó anh chị em không? Ủa. Hai mẹ con. Ôi, hai mẹ con. Rồi. Ai có chứng nhận nhỏ không? Ủa. Đây. Vậy là Buka. Đây rồi. Ủa chương trình có sắp đặt gì không vậy? Không có sắp đặt gì hết chưa? Nha. Lệch rồi chị. Bị lệch rồi. Vô em ơi. Rồi khớp rồi vô. Không nhưng mà bây giờ anh thắc mắc điều này, tại sao là Gin lại nói là chương trình sắp đặt vậy? Là coi Gin không có thích chung đội với Buka hả? Em không thích đối đầu phụ nữ, em thích đối đầu này không? Em không thích chơi với chị thì thôi. Vậy em giận em muốn đi về đúng không? Không anh, em vẫn ở lại chơi, ai chơi với em thì em chơi thôi. Bởi vậy, bây giờ là chúng ta có 3 cặp, sao chị Giang? Tất cả không qua ý trời.
đúng không? Đúng, đúng. Ta nói giờ chào trẻ cỡ nào đi chăng nữa tim dựng về với nhau. Và bây giờ sẽ là cặp thi đối kháng tiếp theo sẽ là ai đây? Jin và Buka hả? Yeah. Em sao không được. Ok, rồi, xin mời hai bạn. Rồi bây giờ chúng ta đã có hai đấu thủ, hai đấu thủ gọi là rất là ngang tài ngang sức chị ạ. Hai đối thủ này vừa khớp lắm, khớp như trái tim vậy, gắn lời khớp luôn. Dính vô luôn. Wow. Luôn. Anh Bình nói lâu lâu nói mà nó rất là hay, rất là đúng luôn á. Và bây giờ chúng ta đã có hai đối thủ này rồi. Anh em ơi, chúng ta hãy cùng đặt cược xem nào. Em thì em chọn chị Buka, hồi nãy chị chọn em rồi. Anh cũng quay đội Buka. Chị cũng chọn chị cũng chọn Jin tính kiện. Ủa cũng là sao? Yeah. Anh Đen, cái phong thủy của anh nãy giờ anh thấy là ở bên Buka phong thủy nó tốt hơn á. Qua đây anh ơi. Ok, anh ở với Jin. Anh Jun, anh nghĩ là cái anh, tại anh biết đề á, anh nghĩ cái này thằng Jin nó hợp hơn, tại anh với Jin này. Em hồi nãy em cũng nói y chang vậy đó. Anh nghi hồi nãy em cũng nói y chang vậy đó. Hồi nãy cũng nói y chang, em theo chị rồi tự nhiên chị thua. Em á thì với cái game này thì em nghĩ là Jin sẽ nhường cho Buka, cho nên là sao em nhường? Sẽ... không có nhường đâu, anh bảo đảm luôn. Không nhường không? Ai cho nhường mà nhường? Không chị, cái tâm lý của mình trước khi chơi á là mình sẽ nhường cho mẹ mình á. Mà vô trận rồi là kệ đi, không có biết, không biết mẹ con gì hết. Kệ mẹ. Trời ơi, em. Em về số đông, chị em mình lại bên nhau thôi. Rồi, bye Buka. Bye. Bye Lộc, bye anh. Sao? Bye, sao? Không sao. Và bây giờ là sẽ là trò chơi khoanh số. Mỗi một bạn sẽ có một cái màu sắc. Và khi mà Sam lật cái chiếc bảng này lên sẽ là những con số từ 1 đến 100 nhưng mà sắp xếp một cách ngẫu nhiên cho chiếc bảng này có thể nằm lung tung beng cả lên. Đó, và chúng ta nhìn phải đi theo thứ tự, thí dụ là Buka đã khoanh được số 1 thì Jin phải tiếp theo là số 2. Nha, mà khi mình chọn được số đó mình nhớ la lên để cho bên đây không có đi tìm nữa. Thí dụ là 1, đó là bên đây là Jin phải lo đi tìm 2. Nếu mà Jin mà tìm được 3, 4, 5 thì đánh liên tục luôn cũng được nha. Và chúng ta có thời gian là 3 phút. Hai bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Sẵn sàng. Rồi, sẵn sàng nha, tôi cũng giúp đỡ cho. 1 2 3. Tìm số 1 trước nha. Tìm số 1 trước nha. 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Gần số 2. Sao chị che cái gì ở đây? Gần số 2. Đúng rồi chị, đúng. Ủa, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, hay quá. 5 kia chứ. 5 ở giữa kìa. 5 trước đây sáng rồi đó. Đúng rồi. 7 7 kìa. Đúng rồi, 8 đâu? 8. Đúng rồi. 9 9 kìa. 10 rồi, 10 rồi. Bên phải, bên phải, bên phải. 10 10 1, 10 1. 10 chạy, 10 chạy. 12 13, 13 Thôi lên đi, 13 đi. 13, 14, 14 đâu? 14, 14 15, 15, 15 15 16 16 đâu, 16 đâu, 16 đâu? 17 17 Đội này anh sai. 18 18 nè. 18 đâu, 18 đâu, 18 nè. 18, 18, 18 rồi, 18 nè. 20, 20, 20 20, 20, 20 20, 21 22, 22 25 Ở bên kia rồi. Kế bên luôn rồi, bên luôn. 27, 27 Em tám đâu, em tám đâu. Bên đây nè, bên đây nè, bên đây nè. Đúng rồi. Chơi gì đó. Đúng rồi. Chơi vậy không ra em chơi. Coi nè, em đứng với bà tới bên này luôn nè. Chết, cái gì á? Chị mới công bằng chứ. Mày mà chết, cái gì á? Chị mới công bằng chứ. Mày mà chết. 30 31 32 Cái gì á? Lấy cái tóc chị ra coi chị kia quá. Cái gì á? Thôi lên lọc lên. Lấy cái tóc chị ra coi chị treo quá. Chị ra coi chị treo quá. Cái gì vậy? Thôi lại lòng lên. Cái gì vậy em? Trời ơi. 24 Kìa kìa chơi chơi luôn đó. 24 kìa chị. 24 Ủa sao tới số 3 rồi? Mình đang là thằng 2 mà. 38 37 37 37 38 Đừng có đẩy. 38 38 39 39 40 40 40 44 Trời ơi, rồi hết giờ. Trời ơi, tôi
chơi mà nè, nghe khai quen xí nha, em chơi cái bàn chung mà em đứng cái đây thì sao em chơi? Nó nghe nè, hồi nãy á sao mà số em không quẹt, em quẹt vô mỏ gì à? Ở bên kia rồi. Cô ca tội nghiệp á. Nghe nè, mà cái đội bên kia quá ăn gian luôn nha. Ăn gian đúng không? Không ăn gian. Bây giờ tôi lớn hát rồi. Tự nhiên nè, nè nè. Chị để xuống, chị để cái bảng xuống. Nè, em khòm xuống em chơi, em rất là vất vả rồi em khòm chơi. Thì tóc em nó ở đây. Cứ nghe luôn cái khoảng tầm nhìn của người ta luôn. Rồi chương trình mời tới mình không có quay hình, tôi tú quay đây ra. Chị bực chứ hả chị? Bực chứ hả? Chị đây, đây chị đây đây. Chị ngồi ở đây thôi. Chị Giang đếm cái màu nào lớn nhiều hơn. Rồi, chị ngồi, chị phải ngồi. Ngồi đi chị, đếm nè. Chị đếm nè. 25 25 26 Rồi. Coi như là thắng rồi, khỏi cộng nữa. Tại vì mình chưa đến 50. Mình chưa đến 50 mà bên đây là 26 thì chắc chắn là bên màu cam thắng rồi. Hay quá. Dạ. Không đồng tốt học. Dạ, đội của Uka thắng rồi mọi người ơi. Một tràng pháo tay. Chơi gian quá hả? Gian gian quá. Đẩy dân tới đây luôn nè. Cái này là khi cái luật chơi thôi. Cái luật chơi á. Sao mà chị lấy tóc chị che nữa sao em thấy được cái gì? Cái tóc chị thì nó là tự nhiên rủ rượi thôi em. Cái này là cái lực thúc đẩy á. Không có cái tóc nào mà rủ rượi mà tôi văng ra ngoài đây. Dạ, cảm ơn chị. Thế rồi anh đói quá, anh muốn ăn á. Em nói thiệt, cái món này em được ăn, món này không được ăn nè. Nhưng mà em nghĩ cái này mới là tuyệt vời nè. Ủa mà sao? Anh nhớ là MC mình thì có quyền được ăn mà đâu cần phải. Tại vì em với anh dại dột lo đi chọn chọn đội gì đó. Cái gì vậy Lộc, em đi đâu cái vậy? Cái gì Lộc, em đi đâu vậy Lộc? Đứng gần ăn cho mọi người dễ nhìn. Cảm ơn em. Ê trời, còn dĩ dưới nữa. Hả? Ủa? Chị U là đồ. Anh nhớ là MC mình thì có quyền được ăn mà đâu. Tại vì em với anh dại dột lo đi chọn chọn đội gì đó. Cái gì vậy Lộc, em đi đâu vậy? Cái gì Lộc, em đi đâu vậy Lộc? Đứng gần ăn cho mọi người dễ nhìn. Cảm ơn em. À, nếu cái trội còn dĩ dưới nữa. Hả? Hay hả? Trời ơi, có chị Lê Giang kìa làm gì? Chị biết sao vậy? Em sao vậy? Chị mày nè. Không biết gì vậy luôn. Rồi coi là Buka nè. Nè em no quá. Thật sự em no lắm, em còn một cái đại tiệc phía sau á cho nên. Thôi chị ăn đi, chị tạo nét quá à. Thiệt mà. Ngon không? Được không? Ngon không? Ăn cái nhớ yêu em nha. Hơi bị nghẹt nhưng mà ngon không? Ráng nuốt cho trôi nha. Ráng nuốt cho trôi nha. U là. Thôi chị ăn đi, chị tạo nét quá à. Được không? Ngon không? Ăn cái nhớ yêu em nha. Hơi bị nghẹt nhưng mà ngon. Ráng nuốt cho trôi nha. Em giận anh hả? Thôi đâu có giận anh gì đâu. Thôi thương. Wow. With you I can be sad with you. Ủa gì vậy trời? Ủa mới tự nhiên đến với nhau luôn vậy?